Ủy hội châu Âu hôm 17 tháng 10 đã đệ trình chờ phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Đây là thỏa thuận thị trường mở toàn diện đầu tiên của khối này với một nước châu Á đang phát triển. Hiệp định thương mại và đầu tư EU-Việt Nam sẽ cần sự chấp thuận của 28 thành viên EU và của Nghị viện châu Âu. Một số nước thành viên đã bày tỏ lo ngại về thành tích nhân quyền của Việt Nam. Các bên đã nhất trí về một thỏa thuận liên quan để thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, bao gồm các cam kết, đối thoại và các chế tài khả dĩ. Trưởng đặc trách thương mại EU Cecilia Malmström nói không ai phủ nhận có những vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi đang bàn về chuyện này một cách công khai với những người tương nhiệm của phía Việt Nam và thỏa thuận thương mại sẽ không làm cho Việt Nam bỗng chốc trở thành một nền dân chủ. Nó là một công cụ trong hộp công cụ mà chúng tôi có trong quan hệ với Việt Nam và các nước khác, bà nói trong một cuộc họp báo. Liên minh châu Âu sẽ ký một thỏa thuận thương mại vào ngày thứ Sáu với Singapore, một thành viên khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và đang đàm phán với Indonesia. Hiện chưa rõ liệu Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ tranh luận và biểu quyết về thỏa thuận với Singapore cũng như thỏa thuận thương mại tự do EU-Nhật Bản sẽ có đủ thời gian để thông qua thỏa thuận với Việt Nam trước cuộc bầu cử EU vào tháng 5 tới đây hay không. Thỏa thuận thương mại sẽ loại bỏ 99% tất cả các mức thuế quan, mặc dù một số mức thuế sẽ được duy trì trong khoảng thời gian và một số sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp, sẽ bị giới hạn bởi hạn ngạch.